Hơn 40 năm trước, ông Nguyễn Duy Hà và bà Mông Thị Đây nên duyên vợ chồng. Hai mảnh đời éo le đến với nhau, những mong sưởi ấm, cùng nhau chung lưng, đấu cật. Cuộc sống sẽ bớt cơ cực, đơn côi. Nhưng cái nghèo cái khó cứ hoài đeo bám. Còn nhỏ là tôi, hoàn cảnh tôi đã éo le rồi. 18 tuổi thì mới gặp chú, gỡ rất vất vả lấy nhau thì nuôi con lại khổ. Cứ làm lụng rồi nuôi con rồi sinh ra thì đứa này thì nó cũng tàn tật suốt từ nhỏ 3-4 năm nó mới biết đi. Thế là vậy, sinh thêm một đứa nữa thì nó cũng bệnh tật, là viện đi viện lên viện xuống, cuối cùng 4 tuổi bắt đầu lại qua đời. Đấy, toàn đi viện suốt ấy. Thật ra là gia đình cũng rất khó khăn. Nhà hai bên ông bà vốn nghèo khó, còn lập gia đình cũng chẳng có của cho. Tư liệu sản xuất không có, chỉ có 5 sào ruộng. Trông trời, trông đất, khi được, khi mất, sao đủ nuôi miệng ăn 5 người. Ở cái xóm núi heo hút này, lấy đâu nhiều việc để ông bà làm thuê, đỡ đồng ra, đồng vào. Gia cảnh khó, ông bà có thể cố gắng bữa canh bữa sau qua ngày. Nhưng con bệnh, con ốm, con đau, không có tiền chạy chữa, khiến ông bà day dứt. Khi con đầu nó đã khuyết tật rồi, thì đứa thứ hai thì lại bệnh tật, không có tiền chạy chữa thì tôi thấy vất vả quá. Thì không có tiền chạy chữa thì 3 tuổi là nó lại bỏ đi, là nó không ở với mình nữa, thì lại tiếp tục hai vợ chồng lại cứ đi làm thuê vác nứa vác ấy đi bán để chạy chữa ăn từng ngày. Thì mãi nuôi được, tôi với hai vợ chồng cố gắng nuôi được, để thêm một đứa nữa. Thì cứ nuôi thì ngày qua ngày, đoạn tháng thì cứ ăn rau ăn cỏ thôi. Cách đây là 2-3 năm, cái cháu này đi mổ khoét cái mắt lại, cháu là bị thần kinh không ổn định, là lấy cái cây chọc vào mắt xong là cứ đau 1-2 năm, bắt đầu mới mang lên viện khám là bảo là bị hỏng mắt rồi, khoét mắt ra là có một cái cục cây ở trong mắt ấy. Đấy, cháu là không làm chủ được bản thân, tự nhiên là khác làm như thế. Và cũng đi chạy chuột chữa mãi, bây giờ khoét một mắt cũng hỏng mắt không. Đứa bệnh đã đành vậy, vợ chồng cắt cử nhau quẩn quanh chăm con, chẳng dám rời mắt, lại lo ăn học cho đứa lành. Nuôi con ăn học đại học với gia cảnh ông Hà bà Đây thật quá khó. Vì tương lai của con, mong tương lai con thoát khổ, đừng như bố mẹ lo cho con tiền ăn, tiền học xa nhà. Ông bà chỉ biết đi vay mượn. Nhà chẳng đủ ăn, rồi tiền con ốm đau đi viện, tiền vay cho con học. Trăm thứ tiền chịu nặng lên hai ông bà, ngày ngày, tháng tháng. Thì tôi cũng cố gắng. Ngày xưa nó chưa có đi làm thuê, làm mướn như bây giờ đâu. Thì cứ tìm cái này cái nọ đi bán, vác nứa vác củi đi bán, thì nuôi nó ăn học đi học đại học. Hoàn cảnh của nhà ông Hà cũng rất là khó khăn, hoàn cảnh rất là khó khăn, đặc biệt bây giờ nhà nó có ít ruộng, rồi là hai vợ chồng cũng không có nghề gì phụ, cũng chỉ đi làm thuê làm mướn hàng ngày, được đồng nào là phải nuôi cháu, xong là nuôi cái đứa tật nguyền này. Tật nguyền bây giờ hoàn toàn phải phụ thuộc vào bố mẹ nuôi hết. Trời mưa trời gió là dột nát, mà cái chỗ dột kia mỗi khi mưa là phải lấy cái chậu về để hứng nước, cũng rất là khó khăn. Vâng, gia đình là ruộng nương thì có ít, xong là lao động thì cũng không có việc làm ổn định. Mải chạy lo bữa ăn từng ngày, ông Hà bà Đây cũng chẳng còn tâm trí đâu nghĩ đến việc làm lại căn nhà đã xuống cấp. Tính ra căn nhà này, ông bà được anh em họ hàng chung tay dựng giúp cũng đã được 20 năm. Vì mưu sinh, ông Hà phải thường xuyên đi làm thuê xa nhà. Lâu lâu hết việc mới tranh thủ về chằng đục, chống đỡ lại căn nhà. Chứ mẹ con bà Đây ở nhà cũng chỉ biết khéo co, nú tránh chỗ dột. Thủng hết mái hết đấy rồi. Thủng cả mái, cả
vách cũng ấy hết rồi, dở hết rồi. Đây đấy, cái đứa khuyết tật thì ở cái gian ở đấy, nó lại đã khuyết tật thì thôi, nó lại cứ cáu gắt, nó không thấy cái gì, bây giờ nó không thấy cái gì ấy. Và nó cứ vứt hết cả quần áo đi, cứ quần áo cứ mua về xin về, toàn đi xin nhiều ấy. Xin về thì cho nó, thì nó lại cứ lau chùi, nó lại vứt đi, xong mình lại đi dọn. Căn nhà ngày nào đã xuống cấp, nhìn ngoài còn hình hài nhà, nhưng nó có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Hoàn cảnh của ông bà con hàng xóm, chính quyền địa phương thấu, nhưng cũng chỉ san sẻ, đỡ đần phần nào. Bởi ở xóm núi xa xôi này, cái nghèo, cái khó còn hiện hữu trong mỗi nhà. Cũng giúp đỡ, cũng tạo điều kiện giúp đỡ bằng ngày công thôi. Ví dụ lúc ốm đau thì đi cấy, thì hái hộ, đi phát đồi phát ấy hộ. Xong rồi lúc Tết nhất thì cũng ủng hộ được ít quà, ít tấm bánh cho cháu thôi. Qua giả soát thì về những cái hộ mà khó khăn như nhà ông Hà thì khoảng trên 20 hộ nữa. Vì sao lại có cái còn 20 hộ mà chúng tôi chưa được thực hiện? Vì là những cái hộ này hiện nay còn khó khăn về, thứ nhất là về cái điều kiện. Ví dụ như là ở những xóm họ đặc biệt khó khăn là những cái xóm đấy không đủ về điều kiện về đất. Đấy, thứ hai nữa là về cái mức đối ứng của gia đình để xây dựng công trình. Thì chính vì vậy là trong năm 2024 này trên địa bàn xã của chúng tôi ấy, thì cũng còn một số hộ là chưa thực hiện được cái việc xóa nhà rột nát. Đấy, còn về phương án, về cái giải pháp trong năm 2024 thì với vai trò của mặt trận chúng tôi thì chúng tôi cũng sẽ vận động cũng như là các cấp từ mặt trận trung ương đến tỉnh đến huyện, rồi các cái tổ chức cá nhân sẽ huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho các cái hộ gia đình khó khăn về nhà ở để tiếp tục thực hiện xóa nhà rột nát trong năm 2024. Gia đình thì cũng đã có dự định của năm 2022 thì chúng tôi đã trực tiếp vào trao đổi, nhưng vì năm 2022 gia đình cũng không có đủ điều kiện, vì gia đình cũng trong năm đó thì lại gặp nhiều khó khăn về, thứ nhất là sức khỏe, gia đình cũng thành viên đi viện suốt thì cũng không thực hiện được. Nhưng căn nhà này đã chẳng còn đủ an toàn cho gia đình ông Hà nữa. Chính quyền và bà con cũng chẳng thể yên tâm. Cô con gái được ông bà lo ăn học cũng đã có được tổ ấm. Tất cả cùng quyết tâm, chung tay giúp sức, động viên gia đình ông Hà dựng căn nhà mới. Về cái khó khăn đối với việc mà hỗ trợ nhà ông Hà này thì cũng rất là băn khoăn, đầu tiên là về việc đối ứng của gia đình. Bởi vì gia đình thì cũng là thuộc dạng cũng là hộ nghèo. Chính vì vậy mà gia đình cũng rất là băn khoăn khi mà nhà nước hỗ trợ rồi, nhưng mà về phần gia đình đối ứng thì hiện nay gia đình cũng chỉ đảm bảo được khoảng một phần nào đó để xây dựng được một công trình nó vừa phải đấy, để tránh mùa mưa mùa nắng này, mùa mưa mùa bão thì nó cũng yên tâm mà sinh hoạt. Về địa phương, phía địa phương thì chúng tôi thì cũng đã có cái phương án là cũng huy động các cái nguồn hỗ trợ, đặc biệt là mặt trận chúng tôi thì cũng hàng năm chúng tôi cũng vận động quỹ vì người nghèo, thì chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ cái nguồn đó sang cho gia đình để hỗ trợ xây dựng. Nếu mà các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm giúp được gia đình nhà ông Hà, Nguyễn Duy Hà mà làm được căn nhà để ổn định trong cuộc sống hàng ngày thì xóm sẽ cũng sẽ tạo điều kiện, như là giúp đỡ bằng ngày công, như là giúp đỡ bằng đào móng hay vận chuyển vật liệu. Có lẽ mong ước về căn nhà an toàn trú tránh cho vợ con của ông Hà không còn quá xa vời. Căn nhà nó tránh mưa tránh nắng cũng không làm được đẹp đâu. Bây giờ mới đi làm thuê làm mướn về để co cóp. Từ giờ đến làm nhà thì cũng khắc phục dần thôi. Trong
Trở lại gia đình ông Hà lần này cùng các mạnh thường quân, chúng tôi mang theo niềm vui, niềm hy vọng. Vẫn cùng cảnh với những con người ấy mà không gian hay trên khuôn mặt của mỗi người như thêm phần rạng rỡ. Chúng ta đang ở trong một không gian mà Linh Giang nghĩ rằng là có rất là nhiều cảm xúc. Ở trong một cái sân rất là nhỏ của hộ gia đình của anh Nguyễn Duy Hà. Và ở phần đầu của chương trình Thắp Sáng Ước Mơ thì ekip thực hiện chương trình cũng đã gửi đến khán giả, gửi đến quý vị đại biểu, những nhà hảo tâm, những thước phim, những hình ảnh rất chân thực mà ekip thực hiện chương trình đã ghi lại được ở những ngày trước khi mà ekip đến với gia đình anh Nguyễn Duy Hà. Và thực sự là chương trình Thắp Sáng Ước Mơ khi mà được giúp đỡ hoàn cảnh gia đình anh Duy Hà, ngày hôm nay chúng ta mời được những tấm lòng hảo tâm đến đây, thì Linh Giang nghĩ đó cũng đã là một cơ duyên. Và hy vọng hành trình sau này của gia đình anh Nguyễn Duy Hà sẽ là những ngày tháng rất là tươi đẹp khi mà sẽ có một căn nhà mới. Và ngày hôm nay, trong phần trao tặng quà cho gia đình anh Nguyễn Duy Hà, thì Linh Giang xin được trân trọng giới thiệu các quý vị đại biểu ngày hôm nay đã bớt chút thời gian để đến chia sẻ những sự khó khăn vất vả của gia đình anh. Về phía đại biểu tỉnh thì xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Trung Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Huy Hòa, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên. Và đây là hai đơn vị đã luôn luôn đồng hành cùng với nhau thực hiện chương trình Thắp Sáng Ước Mơ, hiện thực hóa rất nhiều những ước mơ của các hoàn cảnh khó khăn. Về phía đại biểu huyện Định Hóa thì xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lương Văn Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Định Hóa. Về lãnh đạo xã Tân Dương thì xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lương Thị Ngâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Tân Dương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Dương. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Dương. Và đặc biệt là ngày hôm nay sẽ có một nhà hảo tâm. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG. Lúc này thì Linh Giang nghĩ rằng là các vị đại biểu của chúng ta có rất nhiều điều muốn chia sẻ với gia đình của anh Duy Hà. Nhà mình thì có ruộng vườn, có làm thêm cái gì để tăng gia thêm được không hả chị? Để giúp đỡ cho cái cuộc sống hàng ngày ấy. Có mấy sào ruộng mà ruộng nó trơ nước trời đấy. Bây giờ trồng được một vụ thôi, một vụ thì trơ nước trời, một vụ thì trồng ngô. Bây giờ trời không mưa chết hết rồi. Với cái hoàn cảnh như của cháu này thì các cái cơ quan đoàn thể cũng như các cái chính sách của nhà nước thì đang có giúp được cái gì cho cháu trong cái việc cuộc sống hàng ngày cũng như khám chữa bệnh không chị? Phải có chính độ khuyết tật chứ đúng không? Đi khám chữa bệnh. Cháu là khi sinh ra là đã bị mắc cái này rồi hay là cái quá trình bệnh nó phát triển như thế nào? Bẩm sinh. Thế bây giờ là cháu bao tuổi rồi? Được sinh năm 85. 85. Gần 40 rồi. Gần 40. 9 tuổi. Rất là vất vả. Anh Đức ơi, đấy hoàn cảnh của gia đình anh Duy Hà thì ekip thực hiện chương trình Thắp Sáng Ước Mơ cũng đã có thời lượng rất là dài để nói về hoàn cảnh của anh Duy Hà rồi. Và ngày hôm nay thì anh cũng như là các đồng chí lãnh đạo cũng có đến chúng ta trực tiếp được quan sát nhà, chúng ta được trực tiếp lắng nghe câu chuyện của anh Duy Hà. Vậy thì anh Đức với vai trò là một nhà hảo tâm đồng hành cùng với chương trình Thắp Sáng Ước Mơ nhiều năm qua, thế thì bây giờ anh Đức sẽ đưa ra quyết định như thế nào ạ? Đến với gia đình nhà anh Hà đây thì chúng tôi thấy rằng là những cái đối tượng và những hoàn cảnh đây thực sự là chúng tôi thấy rằng là khi mà những cái tiêu chí, những cái hoạt động thì thấy rằng là hoàn toàn là xứng đáng khi mà để hỗ trợ. Và những cái hoàn cảnh này thực sự là chúng tôi cũng mong muốn khi mà hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty không chỉ là chúng tôi nghĩ về lợi nhuận, mà khi mà chúng tôi có lợi nhuận của công ty đó thì lại là bù đắp một phần, chia sẻ một phần lợi nhuận cho cộng đồng địa phương cũng như là những đối tượng mà có hoàn cảnh khó khăn đây. Chút quà về không những chỉ về là vật chất mà chúng tôi cũng mong muốn rằng là qua đây thì cũng động viên về mặt tinh thần để cho gia đình các bác Hà thì vượt qua những cái giai đoạn khó khăn. Đối với những tiêu chí của công ty thì chúng tôi thấy rằng là đối tượng là hoàn toàn là xứng đáng và phù hợp để hỗ trợ. Với những vai trò trách nhiệm thì chúng tôi thấy rằng là những cái đối tượng như thế này thì hoàn toàn xứng đáng và
công ty thì cũng sẵn sàng hỗ trợ, cái mức hỗ trợ của công ty là 50 triệu đồng để hỗ trợ gia đình các bác thì vượt qua những cái giai đoạn khó khăn này. Vâng, như vậy là chúng ta đã nhận được số tiền đầu tiên ạ, số tiền 50 triệu đồng dành cho gia đình của bác Nguyễn Duy Hà để bác có thể sửa chữa xây dựng nhà cửa. Vậy cho phép em xin hỏi là huyện Định Hóa của chúng ta, chúng ta sẽ có nguồn lực để hỗ trợ gia đình anh Hà như thế nào ạ? Thông qua chương trình Thắp Sáng Ước Mơ hôm nay, chúng tôi được tiếp đón các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ đến giúp đỡ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn của Định Hóa. Và cụ thể đối với hộ của anh Hà, chúng tôi sẽ thông qua các chương trình vận động sẽ tiếp tục hỗ trợ, có cái kêu gọi vận động xây dựng quỹ để hỗ trợ từ 10-15 triệu nữa để cùng với nguồn vốn của nhà tài trợ giúp cho hộ gia đình Hà để xây dựng. Vâng. Anh ơi, 10 đến 15 triệu nhưng chúng ta cố gắng ở mức mắc nha anh nhá. 15 triệu ạ, hơn được thì càng tốt ạ. Bởi vì thực sự là gia đình anh Duy Hà thì rất cần những tấm lòng hảo tâm và cần sự chung tay của cộng đồng để giúp anh có thể sớm ổn định cuộc sống. Như vậy là chương trình Thắp Sáng Ước Mơ, chúng em đã thực sự yên tâm khi mà nhận được sự hỗ trợ từ phía công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG, từ lời hứa của lãnh đạo huyện Định Hóa và đặc biệt là có sự chung tay góp sức của các bạn đoàn viên thanh niên của xã Tân Dương nữa, thì chắc chắn là một ngôi nhà mới dành cho gia đình bác Duy Hà sẽ sớm trở thành hiện thực. Và lúc này thì anh Đức, anh sẽ trao số tiền hỗ trợ cho gia đình bác Duy Hà đúng không ạ? Vâng. Vâng ạ. Và chắc chắn với số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng từ phía công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG, cùng với số tiền huy động từ huyện Định Hóa và sự chung tay góp sức của rất nhiều những tổ chức chính quyền đoàn thể, thì chắc chắn chương trình Thắp Sáng Ước Mơ sẽ quay trở lại với gia đình anh Duy Hà trong một diện mạo mới, đó là một căn nhà vững chãi và không chỉ là che nắng chắn mưa đâu ạ, mà đó còn là một tổ ấm thực sự hạnh phúc đối với gia đình anh Duy Hà, để gia đình có thể vơi bớt những khó khăn. Và chương trình Thắp Sáng Ước Mơ thì luôn luôn như vậy, luôn luôn đồng hành cùng với những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Và chúng tôi cam kết sẽ có thể kết nối thật nhiều những nhà hảo tâm hơn nữa để có thể chia sẻ những khó khăn đó đối với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, và sẽ có thật nhiều những ngôi nhà mới được xây dựng khang trang, và từ đó cuộc sống sẽ bớt khó khăn hơn, hạnh phúc hơn. Và quý vị và các bạn đừng quên theo dõi chương trình Thắp Sáng Ước Mơ vào mỗi 21 giờ 30 phút thứ bảy của tuần 1 và tuần 3 hàng tháng trên kênh TN1 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Và bây giờ chúng ta sẽ dành cho gia đình anh Duy Hà một tràng pháo tay được không ạ? Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những điều thật tốt đẹp đến với gia đình của anh Nguyễn Duy Hà. Đã có thời gian mà những cái hôm mà trời mưa to hay đấy thì bà Bình cũng là người cả vợ cũng hỗ trợ phần nào thì cảm ơn khang nhất, cảm ơn mặt trận tổ quốc thì với gia đình cũng đã nhận được cái sự đồng hành hỗ trợ ủng hộ về tiền, thì với cái mong muốn của gia đình mà cũng chia sẻ thêm được cái thời gian để gia đình mình xây dựng cái ngôi nhà mới vững chắc. Thì gia đình nhận được hỗ trợ các nguồn hảo tâm rồi thì gia đình cũng muốn là xây dựng ngay trong tháng 3 này, không nói tháng 4 âm ấy, là cũng bắt đầu. Cũng bắt đầu để khởi công để làm nhà càng nhanh càng tốt, không nhà mùa mưa mùa nắng nó dột quá rồi. Cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc xã thì cũng sẽ tiếp tục phối hợp với hộ gia đình để làm những cái thủ tục để được nhận sớm, nhận cái nguồn hỗ trợ của các cấp này, thông báo quỹ vì nghèo các cấp. Thì với những cái thủ tục thì cũng đề nghị là phía chính quyền cũng như cấp ủy chính quyền của địa phương cũng sớm hỗ trợ cho hộ gia đình.